Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Ngày hôm nay Tiến sẽ giới thiệu với quý cô chú anh chị mình, đây là căn nhà cấp 4 của mình nha anh chị ơi, có chủ quyền nhà đầy đủ nha. Thì đường trước nhà của mình anh chị là sẽ là đường bê tông 2m, hiện tại đang là lên đường bê tông 2,5m nha anh chị ơi. Và đây là căn nhà của mình, có tổng diện tích là 129m², full thổ cư luôn nha anh chị. Ngang 6m, dài 21,5m, nhưng mà diện tích thực tế đất là 25, dài tới 25m lận nha anh chị. Thì đây là nhà của mình, gồm là một sân nè, một phòng khách nè, hai phòng ngủ nè, một bếp nè, một nhà tắm toilet cũng như là một cái phòng đa năng ở phía sau nha. Thì đây là cái phòng khách của mình nha anh chị, phòng khách của mình rất là rộng luôn nha. Thì nhà của mình anh chị hiện tại là đang hoàn thiện nha anh chị ơi. Chủ đầu tư người ta đã xây dựng coi như là phần xong hết rồi, chỉ còn lắp đặt điện nữa. Và chủ nhà người ta sẽ hoàn thiện 100% hết cho mình về điện nước, rồi sau đó người ta mới bàn giao nhà cho mình nha anh chị ơi. Thì anh chị cứ đặt cọc trước luôn cũng được, khi nào hoàn thiện thì anh chị thanh toán hết phần còn lại cũng được nha anh chị. Nhà mình là có chủ quyền nhà cấp 4 rồi nha anh chị ơi. Và tổng diện tích thật sự của nhà mình anh chị là ngang 6m, dài tới 25,5m lận nha anh chị. Là 100 tới hơn 150m² lận đó anh chị ơi. Nhà mình có địa chỉ anh chị là ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha. Và từ nhà mình mà ngay chỗ bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang anh chị là chỉ có là 1,5 km thôi, là mình ra tới quốc lộ 1A ngay chỗ bệnh viện đa khoa mới á. Khu vực này dân cư hiện hữu đông đúc lắm nha anh chị ơi. Và anh chị thấy là giá đất thì tăng theo từng ngày luôn, nhưng mà khi mà Tiến đăng video này thì Tiến cam kết với quý vị là giá nó chỉ có là 1,6 tỷ đồng thôi nha anh chị, cho căn nhà có chủ quyền đầy đủ nha. Nhà mình thì hai phòng ngủ nè, có một cái nhà bếp cũng như là nhà tắm toilet ở phía sau nữa. Thì anh chị nào mà muốn sở hữu thì cứ alo trực tiếp cho Tiến qua số điện thoại là 0787 686 293, để mình đến trực tiếp mình xem nhà cũng như là mình đặt cọc luôn nha anh chị ơi. Và anh chị thấy là nhà của mình được dán gạch rất là đẹp rồi, rất là sạch sẽ luôn nha. Thì dưới này là mình sử dụng là gạch bóng kính luôn nha anh chị. Đây là không gian bếp của mình nha anh chị ơi. Sau khi mà mình lắp đặt xong hệ thống điện nước, anh chị sẽ thấy là căn nhà này rất là đẹp nha anh chị. Ở nhà mình là có phía sau là anh chị thấy là kế bên là cái những cái vườn dừa của những cái hộ gia đình kế bên nha anh chị. Khu vực này là dân cư hiện hữu, điện nước là đầy đủ, wifi đầy đủ hết nha anh chị ơi. Chị nào mà mình muốn mua thì mình cứ liên hệ Tiến ha. Thì đây là cái phần phía sau của mình nè anh chị, đây là Tiến gọi là cái phòng đa năng. Thì anh chị có thể để là một cái kho để đồ hoặc là một cái phòng sinh hoạt của gia đình. Phía dưới này thì có sàn nước cũng như là có nhà tắm và toilet ở đây. Chị thấy là nhà tắm toilet rất là rộng luôn nha. Tất cả những cái nội thất này là mới 100% luôn nha anh chị. Nhà này là nhà mới xây và đang hoàn thiện nha anh chị. Ở đây là mình có thể để máy giặt ở đây nè, rất là rộng luôn. Và Tiến xin nhắc lại là nhà của mình có diện tích là ngang 6m, dài 25,5m, thổ cư chủ quyền nhà đầy đủ. Và đường trước nhà mình là đường 2m nhưng mà đang mở lên đường 2,5m. Và từ nhà mình mà ra ngay chỗ bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang mới là 1,5 km. Nhà mình vị trí là ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Giá của nhà mình đó là 1,6 tỷ đồng nha anh chị ơi. Và anh chị nào mà muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với Tiến nha anh chị. Và chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại anh chị mình vào những video tiếp theo.